Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khám phá bí mật bên trong tòa ấm triệu đô của Trấn Thành Harivon ngỡ ngàng khi bốc giá từng đồ để xứng tầm với không gian sống 20 tỷ, loạt đồ gia dụng đắt đỏ được vợ chồng Trấn Thành Harry Von mạnh tay sắm sửa. Trong showbiz Việt, cặp đôi Trấn Thành Harry Von được mệnh danh là cặp đôi quyền lực, luôn nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng về sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư. Kể từ khi về chung một nhà, cặp vợ chồng lại càng đắt sâu. Dù khá kính tiếng nhưng ai cũng biết Trấn Thành Harry Von là đại gia ngầm chính hiệu. Sau hơn một năm, tàu không gian sống sang trọng lên tới 20 tỷ để có thể thoải mái đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mới đây, Trấn Thành và Harry Won đã mạnh tay bỏ ra một số tiền cực lớn để sắm về những món đồ dùng, đồ gia dụng đắt đỏ xứng tầm với không gian sống sang chảnh lên đến 20 tỷ đồng. Để minh chứng cho sự giàu đến nước đố đổ vách của cặp đôi quyền lực này cùng soi ngay loạt đồ dùng, đồ gia dụng mà Trấn Thành Harry Won đang sở hữu trong ngôi nhà của mình. Thứ nhất phải kể đến chiếc máy lọc nước điện giải gen K8 của Nhật trong bức ảnh được Harry Von đăng tải. Giá trị của nó lên đến trên 100 triệu đồng. Trong đó, mẫu máy lọc nước này được tích hợp nhiều tính năng thông minh như chế độ tự động tắt máy khi không sử dụng, giúp tiết kiệm điện, tự động rửa và thải nước ra ngoài khoảng 10 giây để rửa máy, hệ thống cảnh báo thay lõi lọc. Được biết giá cả đắt đỏ là do chiếc máy lọc nước này kiềm chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe toàn diện. Thêm vào đó, dân tình đặc biệt phát hiện ra hàng loạt đồ dùng đắt đỏ khác của Trấn Thành Hollywood trong không gian sống 20 tỷ thông qua một đoạn clip ngắn được nam MC chia sẻ. Đó chính là combo ba chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Samsung. Theo đó, dòng sản phẩm mà Nam MC sinh năm 1987 và bà xã lựa chọn là máy lọc không khí 60m2 AX60E5080 WD với giá 9,3 triệu đồng. Sản phẩm có hệ thống hút khí mạnh mẽ từ mặt nước, kết hợp cùng quạt công suất lớn, nhanh chóng đưa không khí trong lành đi nhanh hơn, xa hơn qua ba hướng thổi gió. Em máy lọc này sẽ giúp lọc 99,9% bụi siêu mịn 0,3 UM 1.0 và kháng khuẩn đến 99,9%. Tiếp đến, món đồ gia dụng không thể thiếu trong mọi gia đình là chiếc tủ lạnh. Được biết, dòng sản phẩm mà cặp đôi lựa chọn đó là LG Inverter InstaView Door Indoor 601 l ZA X247 JS với nhiều tính năng nổi bật như mặt kính có thể gõ chạm hai lần để kiểm tra thực phẩm bên trong mà không cần mở tủ, hệ thống làm đá tự động trên cánh tủ, khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội đến 32% và bộ lọc kháng khuẩn mang đến bầu không khí sạch khuẩn cho tủ lạnh, được biết giá gốc của chiếc tủ lạnh này rơi vào khoảng 52 triệu đồng. Đáng chú ý nhất không thể không kể đến đó là chiếc ghế sofa được làm bằng da thật hoàn toàn đến từ thương hiệu của Pháp Rose Boy. Theo tìm hiểu, bộ ghế sofa mà trấn Thành sử dụng có giá lên đến tương đương 645 triệu đồng. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sử dụng, tạo tính mỹ phẩm cho không gian gia đình mà còn mang lại vị thế riêng cho phòng khách sang trọng trong trong căn hộ 20 tỷ, ghế có bảng điều khiển ở hai bên giúp gia chủ có thể thay đổi góc ngồi để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.